Khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 5, vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn làm vùi lấp 3 người trong một gia đình. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn đến trưa nay, cả 3 nạn nhân đã được tìm thấy nhưng đã không có phép màu nào xảy ra. Thời điểm xảy ra, trong nhà có 8 người đang ngủ. Trong đó, anh Huỳnh Thanh Hậu sinh năm 1996, hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh cùng vợ là chị Long Sương Mai sinh năm 1997 và cháu Huỳnh Long Bình An sinh năm 2022 là con vợ chồng anh Hậu. 5 người còn lại, gồm vợ chồng ông Hà, hai con gái ông Hà và cháu bé 2 tháng tuổi là con anh Hậu kịp thoát ra ngoài. Ngay khi sự việc xảy ra, gần 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh, lực lượng quân đội cùng dân quân, chính quyền địa phương đã được huy động cùng các phương tiện, máy móc thiết bị triển khai công tác cứu hộ. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ nỗ lực liên tục không nghỉ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí các nạn nhân và đưa 3 thi thể ra ngoài. Ngay trong sáng, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, các sở ngành, đoàn thể đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Lãnh đạo xã Hiệp Lực cho biết, xã và bà con sẽ lo mọi thủ tục hậu sự cho nạn nhân. Còn về chỗ ở, chúng tôi hiện đã bố trí cho gia đình chỗ ăn, ở tại nhà văn hóa của thôn, sau đó sẽ cùng gia đình bàn bạc, nếu gia đình ưng ý chỗ nào, chúng tôi sẽ thực hiện bố trí chỗ định cư ở đó.